Bé, dạ chị cho em hỏi bé, bé tên gì? Nguyễn Ngọc Thị Trâm. Nguyễn Hảo Thị Trâm hả? Nguyễn Ngọc Thị Trâm. Tên nhiêu tuổi? Dạ, 17. Em bị não úng thủy hả? Dạ, em bị nông ống nè cô, tóc hậu quá. Nay nhiêu tuổi? 17 tuổi. Ừ, rồi mẹ bé đâu? Chị là gì của bé? Dạ bà ngoại. Dạ. Dạ. Con này nghe con đứng hồi trước. Rồi cái 5 tuổi không thấy đường tới giờ. Dạ, đây lên nay Linh đi với Hùng. Quỳnh Anh, Quỳnh Anh quay chị cái này nè. À, cô ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 10, 2022. À, cô Linh với Tha đi cùng với nhóm từ thiện từ tâm. Thì hôm nay Linh xin xuống đây với mấy nhà lãnh đạo tuổi đó. Thì Linh xin đại diện vợ chồng em Thảo cũng gửi cho bé này